Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn một lần nữa đến với kênh Max Video 2008. Thưa các bạn đã quen với những hình ảnh trên TV, trên truyền hình và thông tin đại chúng rất nhiều về hình ảnh của một nước Mỹ với những cái tòa building cao tầng lộng lẫy, với những cơ sở thương mại rất là sang trọng. Và thưa các bạn, hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy một hình ảnh tương phản và rất khác, rất là thôn quê. Đó là hình ảnh một số cái cơ sở thương mại ở những vùng nông thôn xa của nước Mỹ. Họ, những cái cơ sở thương mại, họ không có những cái building hay là những cái căn phố liên tục, mà họ chỉ có những cái căn nhà, nó như là căn nhà ở của tư gia, nhưng mà thật sự đó là những cái dãy thương mại. Thưa các bạn, mình cho các bạn thấy hình ảnh của một cái khu thương mại nằm ở một vùng nông thôn của tiểu bang Texas. Chúng ta nhìn vào những cái tấm biển mà cái cơ sở thương mại, những cái tấm bảng thông báo như thế này thì cũng không có gì khác. Nhưng mà các bạn thấy ở bên trong thì nói chung là cái kinh doanh thương mại thì người ta cũng như là những cơ sở bình thường. Nhưng mà như các bạn thấy mình vừa nói các bạn, đây là những cái căn nhà mà họ xây như thế này, họ cất như thế này. Những căn nhà chủ yếu là bằng gỗ. Đây, các bạn nhìn thấy những cái dách như là cái tư gia, cái nhà riêng của khu dân cư. Nhưng mà thật sự các bạn thấy có những cái tấm bảng ở phía trước, đó là chúng ta thấy nhiều cái dịch vụ như là cắt tóc chó mèo, và những cái tiệm hớt tóc, và những cái cơ sở dạy lái xe, cũng như là những cái tiệm nail ở vùng nông thôn hoàn toàn. Đây các bạn thấy cũng có những cái biển ở ngoài đường như thế này. Thưa các bạn, hầu hết những cái cơ sở thương mại người ta đều có một cái quy định chuẩn an toàn tối thiểu, nhưng mà ở vùng nông thôn thì khác. Tuy rằng cái chuẩn an toàn, nhưng mà ở ngoài Bắc Kinh các bạn thấy rất là đơn sơ, có những cái Bắc Kinh mà không có đổ bê tông tráng nhựa như chúng ta thường thấy, không có những cái vạch phân để mà Bắc Kinh chúng ta nhìn thấy, mà chỉ có những cái phần sỏi như thế này. Và xe chúng ta tự đậu mà chúng ta tự giữ cái an toàn của mình. Đây các bạn thấy có nhiều cái khu vực khác nhau. Và Bắc Kinh này thì khi mà xe chạy vào, nếu mà chạy nhanh một chút thì thưa các bạn, bụi mịt mù. Nhưng mà những cái đám bụi này thì cũng mau chóng tan đi. Đây mình cho các bạn thấy một lần nữa cái cận cảnh gần những cái khu thương mại, những cái căn tiệm ở vùng nông thôn nó như thế này. Không phải vùng nông thôn nào nó cũng như thế này nha các bạn. Mình nói rõ là ở những vùng nông thôn, những cái khu thương mại thì nó cũng như ở những thành thị thôi, cũng là building đàng hoàng, tại vì cái chuẩn an toàn và phục vụ khách hàng người ta quy định ở tiểu bang, trong một cái khu tiểu bang hay trong một khu vực nào đó thì nó giống nhau. Ở nông thôn không phân biệt được, là cái đó là ở trung tâm thành phố lớn thì nó làm khác, ở dưới quê thì nó hơi thiếu an toàn. Nhưng mà đây là cái khu rất là đặc biệt, cái khu này thì nó có tính chất là thôn quê, và nó xây những cái căn nhà như thế này, nó có tính vẻ lẹ lạ lẫm và gần gũi với người dân hơn. Có những cái căn nhà như thế này các bạn, đây có một cái tiệm nail ở phía đây, và đây là cái trường dạy lái xe, nó như một cái nhà tiền chế và một cái nhà di động. Đây các bạn nhìn thấy ở phía sau, nói chung là cũng rất là sạch sẽ, nó không có những cái đường để lấy xe hay là người ta khu vực mà để lấy rác. Đây các bạn thấy có những cái đường mà người ta đi ra phía sau, chỉ có lẽ là chỗ đậu xe hay là như thế nào đó thôi. Còn bạn thấy những cái tòa nhà rất là đơn giản, giống như cái nhà của người ta thôi. Đây có những cái dịch vụ lái xe, và có những người ta đang thực hành lái xe bây giờ trong Bắc Kinh. Những tòa nhà gỗ đơn giản tạo thành một cái khu thương mại như thế này, mỗi một căn biệt lập với nhau.
Đây là bên trong, đây là một cái cơ sở mà người ta buôn bán đồ. Để chúng ta hãy tiến vào bên trong. Thưa các bạn, chúng ta thấy đây là một cái cơ sở thương mại bán về vấn đề, nói chung là người ta bán về vấn đề giống như là về vấn đề may mặc các bạn, một cơ sở thương mại may mặc. Và bên trong nhìn rất là gọn gàng, đẹp đẽ như những cái building lớn ở những khu vực lớn. Các bạn thấy người ta trang trí đây rất là đẹp, những cái loại vải. Ồ, người ta có bán những cái loại máy may nha các bạn. Chúng ta nhìn thấy những cái căn phòng rất là gọn, rất là nhỏ. Ở đây người ta cũng có bán vải, bán những cái loại máy may. Yes. They decorate the show beautiful. You see? There's some fabric, there's some machine. Người ta có bán một số loại máy may để trưng bày. Ồ, những cái hình ảnh của chiếc máy may Singer mà phải nói là cách chừng 40 năm cách đây. Ở Việt Nam mình cũng thấy. Đây. À, có lẽ là cái điều đặc biệt của cái khu vực này là toàn bộ những đồ này đều may bằng gia công thủ công. Các bạn thấy có những cái loại vải trên ghế này, những cái gối này làm bằng thủ công. You see something sell here. They have a price mark in the item. Có những cái vật liệu người ta bán và người ta có những cái giá rất rõ ràng on sale trên đây. Ok, some show up here. Đặc biệt các loại chỉ. Mình nhớ hồi xưa quá. Hồi cách nay chừng 40 năm, 30 năm ở Việt Nam, nói chung là may đồ, giá đồ. Đây là những cái dụng cụ mà không thể thiếu trong những gia đình ở Việt Nam cách đây nhiều chục năm. Mình nghĩ bây giờ hiện tại bây giờ cũng cũng cần thôi. Ngay cả ở Mỹ những nước hiện đại vì trong nhà thì cũng có một vài ống chỉ, cũng có kim. Đôi khi chỉ cần một cái áo mà nó vuột một cái nút thôi, chẳng lẽ thì đem ra tiệm may thì ở nhà cũng phải biết may biết giá. Đây là những cái dụng cụ mà rất là thường, rất là hay các bạn, rất là hay. Và đây những cái gian hàng rất là gọn, người ta trang trí. Và thưa các bạn, người Mỹ trắng quản lý và control những cái này nha các bạn. Thưa các bạn nhìn thấy đây là cái cảnh inside, this inside the business. You see, what the business? What the business look like? The vapor, right? Okay, thank you, ma'am. Cái này kinh doanh là thuốc lá điện tử các bạn. Các bạn thấy ở bên trong nhìn rất là gọn gàng và đẹp, không thua gì những cái store lớn ở những cái khu vực thành phố lớn. À, người ta trưng bày ở đây là trong những cái tủ kiếng rất là gọn gàng, rất là sạch sẽ và rất là bài bản chuyên nghiệp. Mình không phải mình vô mình quay rồi mình khen cái business các bạn, nếu mà đẹp thì mình khen đẹp thôi. À, các bạn ở đây thì cũng có những cái tủ xì gà, và cũng như những cái business khác thì cũng có những cái restroom around here for the customer and the small private area. Ok, you see in here có những cái ống thuốc mà để cho những người cai nghiện thuốc người ta có thể hút. Rõ ràng. Nói tóm lại với mình một câu, bên trong y chang như những cái tiệm lớn, những store lớn, rất đẹp, rất ngăn nắp và giá cả bài bản, cũng như là những cái máy tính tiền thì các bạn biết cũng đầy đủ, và có những cái máy chặt thẻ như thế này. Đây, người ta kinh doanh có tên có tuổi. Và chắc chắn những cái cơ sở thương mại này người ta sẽ có những cái giấy phép của tòa, gọi là DPA hay là những cái giấy phép thương mại. À, mình nói theo tiếng Việt mà dễ hiểu là có môn bài đó các bạn.
Sau này đây là những cái thiết bị mà dành cho những người cai thuốc lá, người ta dễ dàng thực hiện để mà cai thuốc. Thưa các bạn, một lần nữa, đây là cơ sở của bên trong của một cái văn phòng, một cái tiệm bán thuốc lá điện tử. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thưa các bạn, chúng ta nhìn ở bên ngoài, đây là một cái tiệm mà mình vừa quay ở bên trong đó, mình ra bên ngoài quay. Các bạn thấy smoke shop, tức là, nhưng mà đây không phải là bán, chỉ có ngoài cái xì gà ra, không có bán thuốc hút nha các bạn, mà chủ yếu là bán mấy cái đồ điện tử để cai thuốc. Đây, nằm ở trong một cái chuỗi mà hơn 10 cái business ở trong một cái khu nằm thôn quê ở vùng thành phố Richmond, tiểu bang Texas. Các bạn thấy có những điểm khác. Thứ nhất là mỗi một cái căn tiệm nó như một cái căn nhà của cư dân. Thứ hai nữa là cái khu bạc kinh không có đổ xi măng mà chỉ là những cái rải thọ sỏi như thế này. Và giá của ở bên trong thì người ta, các bạn thấy mà hai cái tiệm mình quay đó thì nó giống y như là ở những cái tiệm lớn theo đúng quy định. Thưa các bạn, đây là một cái tiệm nail. Hầu hết là phải nói là cả 99% những tiệm nail ở Mỹ đều do người Việt làm chủ hầu hết. Và đúng là cái tiệm nail này trong một cái khu mà mình vừa quay đó các bạn, của người Việt. Thưa các bạn, cái video này mình tóm lược là cái ý nghĩa là mình muốn nói với các bạn là tuy rằng ở những vùng nông thôn xa, cái hình thức, cái hình dạng của một cái tòa, một cái căn tiệm hay là một cơ sở thương mại thì nó khác với những thành phố lớn, nhưng bên trong đều theo đúng quy định, trang trí rất là đẹp. Bán giá thì mình chi tiết thì mình không có biết, nhưng mà mình nghĩ là nó có thể là thấp hơn ở những vùng thành thị. Ngay cả những cái cây xăng ở vùng quê thì nó sẽ rẻ hơn được, có thể là 50 sen các bạn. Nhưng mà tóm lại những cái business thôn quê, ở vùng thôn quê thì nó cũng khác với những thành thị. Mình cho các bạn đấy, đó là một cái đặc trưng khác của những cái tiệm ở những vùng quê. Mình nghĩ là cái điều này nó cũng có thể có ở nhiều nơi, nhưng mà mình đặc biệt là mình thấy ở nơi này nó rất là đặc biệt. Do đó mình cho các bạn thấy không phải những cái tiệm nào ở Mỹ đều có những cái hình thức sang trọng bên ngoài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hẹn gặp lại các video sau. Xin chào.